Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc sạc pin của hãng Nico có tên là Nico i8. Đây là chiếc sạc giúp các bạn có thể sạc cùng một lúc 8 viên pin với kích cỡ khác nhau. Ngoài những cái viên pin thông dụng như pin tiểu, pin đũa, pin trung, pin đại thì cái sạc này có thể sạc được các loại pin 3,7V từ kích cỡ nhỏ cho đến to. To nhất là 26650. Đầu vào là điện giải rộng và đầu ra chúng ta thấy là phù hợp với các loại pin sạc đây. Ngoài ra thì cái sạc này sẽ tích hợp thêm là cổng USB. Hai cổng USB để các bạn sạc pin. Đây điện vào. Các bạn cũng có thể sạc qua điện 12V. Và đây là cái chiếc sạc được có thể sạc được nhiều pin nhất của Nico. Đồng gói sản phẩm chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành. Và đây là chiếc sạc i8, kích cỡ khá lớn. Đây là thông số của chiếc sạc này, những cái pin tương thích. Phần trên thì có thấy là có 4 cổng sạc, mỗi bên 4 cổng thành 8 cổng. Trên này là tên sạc i8 và đi kèm có dây nguồn. Chúng ta sẽ dùng thử cái pin này xem nó hoạt động như thế nào. Bên cạnh thì các bạn thấy có cái cổng cắm nguồn. Đây là cổng ra USB các bạn sạc điện thoại ạ. Khi chưa lắp pin thì sạc này không có tín hiệu gì cả. Và bây giờ tôi sẽ thử với các viên pin khác nhau. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử với cái pin này là pin đũa. Khi các bạn gắn pin vào thì đèn này nó sẽ hiện màu đỏ. Chúng ta có một viên pin Enenop của Panasonic, đây là pin tiểu. Tùy ở cỡ pin các bạn sẽ kéo này cho nó vừa. Vì tương thích với nhiều loại pin nên chúng ta phải điều chỉnh cái này. Một viên pin khác của Sony. Đây là viên pin đầu phẳng của Double Wound 3,7V 18650. Khi nhét các bạn nhét đúng chiều vào. Như vậy là chúng ta đã lắp được 4 viên pin. Tương tự vậy ta lắp bên này. Là thêm 4 viên nữa. Chúng ta thấy có viên này là viên 26650 là viên pin kích cỡ khá lớn. Bạn sẽ kéo này ra kịch, nó vẫn sạc vừa. Đây là một viên pin 18650, đầu này là đầu nhọn, không phải đầu phẳng. Và đây là một viên pin dung lượng 3000 kích cỡ pin tiểu của Double Bow. Đây là dung lượng 2006 của GP. Chúng ta có thể sạc được nhiều loại pin khác nhau. Và các bạn thấy là cái đèn đỏ này nó sẽ thể hiện là đang sạc pin, còn khi nào mà đầy ấy, thì nó sẽ biến thành màu xanh. Và chúng ta sẽ biết khi nào nó đầy. Theo như quảng cáo thì hệ thống tản nhiệt của cái sạc pin này khá tốt, dựa vào cái khe ở đây. Nguyên tắc hoạt động thì cũng rất đơn giản. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sạc Nico i8, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.